chứ. Thế bây giờ cái điện này còn ai làm? Còn mẹ con. Đang làm. Còn mẹ con đang làm, con đang con đang rất là loạn loạn. Bây giờ mẹ con đi. Từ lúc đi nặng thầy con mẹ con bị loạn, con mẹ con biết đâu kẹt cổ chẳng. Chào bác. Thế là bây giờ là nhà này là bây giờ là bỏ không rồi. Bà đang ở chỗ đây. Tất luôn bà đang ở, tất một mình bà ở đây. Một mình bà ở đây. Đấy trước con ở về con đi cái nhà xây 15 tầng con bỏ vào nhà đây. Này ồn lắm thầy. Đất này có của rồi, đúng không ạ? Đây nên nhà trên này rất nhiều cái đấy đó đấy, nhà của quốc của này. Thầy lên trên này. Dạ thôi đây cho lên điện này. Lên lên luôn thì thầy lên đâu thì. Đấy thầy nói thế đúng. Không sai cả. Vì không phải là riêng thầy nhiều người đến, gạ bố con lấy, bố con không lấy. Tức là các người. Thầy khác đấy đòi vâng, đến và để lấy, bố con không phải lấy. Ừ. Bố con xây thành cái cổng trong nhà. Bắt đầu con xuống cấp là bố con 2.000 đồng. Ừ. Vâng. Rất là. Đẹp. Điện này là thờ từ năm 2016 rồi bố. Xây lên đây thì nào ấy thôi. Ôi, dạ. Cái mắt của cô nó không được chuẩn đâu đấy. Mắt của cô nó hơi dại đi. Đúng rồi, em mắt bị dại rất dại. Mắt của cô nó hơi dại. Nó gọi là mất đi cái phần vía rồi đấy cô. Đúng rồi. Này mẹ con mất lâu đúng, cái thầy nói đúng. Mẹ con mất vía lâu, bố con còn sống vất vả. Mẹ con mất vía lâu rồi. Cô bị mất vía rồi. Cái mà đang ở trong người cô nó là cái thần nữ ở đây này. Đúng, thầy nói đúng, con khẳng định đấy, con chiến đấu là chiến đấu, con không chiến đấu mẹ con báo là con chiến đấu với tà, nhưng mẹ con lại dùng hai người em để chiến đấu, con báo thầy. Thầy để cho nói chuyện với cô như này. Đây cô ngồi đây để cháu nói chuyện với cô này. Đây cô ngồi về đây. Mẹ ngồi chỉ chính diện này. Anh cứ bình tĩnh. Cái gì đúng là phải đúng. À. Đất này có của ở trong cái khu này kìa. Vâng, đúng đấy. Vâng. Rồi là coi là trước nhiều người về đây đòi lấy, nhưng mà gia đình tôi người ta mang máy giò về à? Không máy giò, họ khác coi coi là tôi đi lễ coi người ta bảo là coi là đất bây giờ có của thì bây giờ họ sẽ về đây họ lấy cho lấy, nhưng mà ông của tôi bảo là không thể lấy được ở đây. Ừ, nếu mà trời Phật cho, nếu mà ở đây đất ở đây mà người ta cho mình thì mình khác được hưởng, còn đã không cho thì không được lấy. Và tôi ở đất từ ở trong khung trong độ trong kia đất của tôi trong ấy cũng có thần cũng của cũng có là bảo tôi là nhà bên cạnh có của bảo tôi lấy, nhưng tôi không lấy. Tôi định nói không có, trời không cho mình không bao giờ mình lấy. Đất này nhá, để cháu nói cho cô này, cháu vừa mới xuất hồn cháu nhìn rồi. Vâng. Ở chỗ này nó có một phiến đá to lắm. Một phiến đá ở chỗ này này. Và dưới phiến đá này là những cái chum ở dưới. Đất này khá nhiều của đấy, không phải ít đâu. Con biết, thầy nói đúng. Bố con trèo đi chặt cây phát nó thấp chừng chơi cây. Mà nhà này, con là tất cả cây nhà con động vào đều phải xin tạ hết cho nó. Còn chỉ con là chưa hạ được con thật sự, nhưng mà đi vào đường đánh tỉa các khác. Con cũng là sinh năm 79, con sinh vào ngày 5 tháng 5 năm 79. Ừ. Và thế bố anh mất vì lý do gì? Bố con cất đi, con cứ cất đi. Lấy cho mẹ đi. Đây rồi, đây quay đây. Không quay ấy, bà cứ ảnh ấy cho mẹ mà xem. Bố con mất đi chơi miền Nam về, xong bắt đầu là thấy đi ô tô, con mua ô tô để về nhà là đi đón đứa em gái ở dưới, đứa con gái út ở dưới quê. À, dưới Hà Nội lên thì là ra bến xe đón được cái đi khoảng hơn cây số, xong đậu xe dưới đường dừng một tiếng đồng hồ mới về nữa.
thì bắt đầu là em con phát hiện ra thì đi kiểm kê, thì kiểm tra thì họ bảo suy nghi là bị u thủy trầm từ, nó về phát là lít luôn. Tức không. Là sau khi mà chặt cái cây đi, chặt cây xây điện xong, bắt đầu là 2016 con năm con hoàn thiện thôi thì 2000. Thôi được rồi. Cô làm cô mở điện này, cô có làm việc thánh gì cho bác gia trong họ không? Cô có làm cái gì không? Có này. Cô làm gì? Chỉ cúng vậy thôi. Cúng với thần luôn. Không không không, không, không xem bóng. Rồi. Anh có mấy cháu rồi? Dạ, có hai, một cháu, hai cháu trai ruột và một cháu gái cả con nuôi. Điện này khá linh thiêng đấy. Điện này khá linh thiêng đấy. Có tam tòa ngự ở đây đủ cả đây này. Hội đồng thiên ngự ở đây đấy. Rồi, báo cáo mấy thầy như này này. Ngôi thiên trụ này là đức vua cho Rồi, cô cứ bình tĩnh, cô cứ nghe cháu nói nhá. Cái việc thờ cúng cô cứ thờ cúng, còn bây giờ là cháu sẽ xử lý tâm linh cho gia đình. Tại vì bây giờ thực chất là đang bị cái thần nữ ở đây nó quấy quả rất là mạnh, và cô là người bị nó bị ảnh hưởng lớn nhất đấy. Cháu nhìn cái thần thái của cô, cái mắt của cô là cô bị mất vía nhiều rồi đấy. Cô mất tới 7 vía rồi đấy cô ạ. Cô có 9 vía thì mất 7 thôi. Đúng rồi đấy. Từ lúc bố còn sống, bố con vẫn bảo là mẹ. Đúng, thầy nói không sai luôn. Đây có cái thần nữ. Ôi giời ơi. Thế thì trước các cái thầy người ta đến, người ta bảo đào của lâu chưa? Lâu rồi đấy thầy. Lâu là bao lâu? Từ năm... trước 2015 trở lại về trước không phải từ năm 2019 đâu, 19 không còn, 15, 19, 17 bố mất rồi. Bây giờ tập không trung là từ chưa đến 20 2009 từ đấy nha, để tập trung và cho kiểm tra lại. Em có bắt đi mua đi, tập trung mẹ, tập trung vào thầy mẹ, tập trung vào thầy mẹ, mẹ đang ở chính đây thầy, để thầy kiểm tra cho. Ông mất là do tâm linh. Đấy. Đây là sự bất thường do tâm linh. Chòa. Chưa đến số đâu. Đúng. Bố con khẳng định không đến số. Chưa. Thầy đến nói số. Đúng. Đấy, dạ. Bây giờ nó mới lên đây. Thế thì cái nhà chính là đây. Vâng, nhà chính bắt đầu. Thế thì của nó cái chỗ kia. Vâng. Cái chỗ mà cái cây mà anh bảo chặt đi đây. Vâng. Chỗ xe máy đi dịch vào một tí. Chuẩn. Đấy là có cây dừa cao dài nhưng không có quả. Không có quả. Vâng. Ừ. Có một cây có thôi. Không có gần như không có, gọi một quả đít làm gì. Và một cây lá to rất nhanh lớn, thế là cây lá bắt đầu nó bị ngập nước chết. Rồi. Đây là sợ là của nhà Mạc ấy. Khá nhiều đấy chứ không ít. Dưới này nó có một cái hầm. Đúng, cô công nhận có, họ mách có đấy. Cô nhìn thấy à? Họ không nhìn thấy, họ mách. Cô mách, người ta mách cho cô. Vâng, họ nhìn thấy, họ đến đây họ nhìn thấy. Ai? Người thầy, người ta đến đây, người ta đi đại khái là đi lễ cùng. Vâng. Thế là họ thẹn về đây, họ vào đất đấy, họ nói. Là có hang ở đây? Có. Vâng. Mà có, nó, họ bảo là nó là cái giếng. Vâng. Nó ở to như cái giếng, nó vâng. Ở cái giếng đấy. Thì ở bên trên mặt ấy nó có một cái tảng đá to như này này. Thì ở dưới này, nó để ở dưới này giống như cái hang ở dưới, cái hầm ở dưới ấy. Vâng, xong nó xếp chùm ở đây, nhiều lắm. Họ cũng vâng. Nói mách là bảo lấy họ. Nhưng mà gia đình không đồng ý. Không đồng ý là đúng. Không đồng ý đấy. Thứ nhất là như này, đây là sẽ là tài nguyên quốc gia. Vâng. Sau này nhà nước về lấy nó mới là hợp pháp. Dạ, vâng ạ. Vì sao? Vì khi mình lấy lên ý, thứ nhất đây không phải là của mình. Dạ, vâng. Nó ảnh hưởng đến mất hết người luôn. Vâng, thứ hai ý, có lấy lên không tiêu được. Tại vì sao không tiêu được? Vì thứ nhất là bây giờ vàng bạc cái mua bán nó phải có giấy tờ chứng sổ sách. Vâng. Và những cái gọi là biên lai thu mua đấy, cho nên mình không có là mình bán đi là nó tóm mình luôn đấy. Dạ, vâng, đúng rồi. Không phải đơn giản đâu. Thứ hai nữa là cái nữa là khi lấy đồ của thần ấy mà nó không cho phép là mất hết người luôn. Vâng. Mất hết người luôn. Đấy, ông nhà tôi cũng không đồng ý, mà tôi cũng không đồng ý. Người ta đấy là đây, người ta lấy theo người ta. Gia đình rất tỉnh táo đấy. Vâng, bây giờ người ta bảo là bây giờ thì bà cứ đứng lên, bà mà phụ bà hầu đi. Chúng tôi sẽ lấy cho bà là khóc tự nhiên là khóc bật con nước lên, có không người đào. Mà không, gia đình mà không lấy.
họ về đấy, họ cũng đòi không chỉ cho họ đấy, không gia đình không cho. Cây gì rồng nó nhanh nó lớn như thổi, lớn khác thường. Đấy là ngựa thần nó ngựa đấy. Vâng, lớn khác thường, xanh tốt nhưng chỉ mỗi không có quả. Thế như ông thầy đấy là ở đâu? Ở người trên Hàm Yên ạ. Bây giờ bà em chết rồi. Ông ấy chết rồi. Bà chết rồi, ông là bà. 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 Bà chết. Sao chết? Không biết là từ hồi chết rồi, không liên lạc được, không biết là sao chết. Có cả một người về đây cũng là hầu, về đây hầu cũng gọi là ấy, cũng chết. Chết tại vì muốn động vào đây không đấy. Phải đơn giản đâu ạ. Đấy. Thần ở đây nó rất là mạnh. Không đơn giản mà động vào đây được đâu. Đấy, có nghĩa là ý tưởng là người ta đến người ta định lấy thì đấy. Là mất, đấy. Là chết cái gì? Về, này hầu cũng chết. Chết luôn chứ còn gì nữa. Không đơn giản để động vào đây được đâu. Còn ông nhà tôi mất nhá. Là tôi khẳng định là ông tôi mời tôi đã gan ông nhà tôi là 12 giờ trưa không được đi cúng thì ông cứ đi. Đi về đợt đấy là bị luôn. Vì có quan bắt luôn. Nói thật đấy. Không thật có quan nào cả. Không quan, mẹ đừng quan. Đây là đúng đây rồi. Là do cái thần nữ ở đây. À. Đây là do cái thần nữ ở đây. Đấy. Do thực ra chắc là trong đầu của chú ấy là cũng có cái ý định gì đó đấy, phải nói thẳng là như thế. Đấy. Có ý định gì đó ở chỗ này này cho nên mới chết. Không đơn giản để động vào đây đâu. Đây này, thế bố con nói này. Lúc đấy trong nó chỉ khác ý định khả năng là 2015 bắt đầu là con bố con có thể to tiếng, bố con tính là lúc nào cũng thể hiện là tao phải nhiều tiền hơn mày. Xong bố con có phát biểu là có nghĩa gần như kiểu là đấu trí với con là tao sẽ nhiều tiền hơn mày. Con khẳng định con nghi điều đó. Thế thì chưa sợ là có không, ý định đào có đấy. Nhưng bố con không nói ra vì bản thân bố con vẫn có cái kiến là bố con là không phải là ép lấy, bố con có ý à cũng muốn lấy nhưng khả năng bố con không cho lấy thì có ý định như đến có ý định lấy cho nên vào đúng vào đây khi mà vào đầu rồi vào đầu đấy xuất ý mà mất xuất ra rồi. Một cái ý xuất ra cái nó nắm bắt được ngay mà nắm bắt được ngay là nó đánh thủng đầu luôn đúng rồi không biết gì luôn gọi là một phát là không nói được ai đến chơi coi như là lịm hết không nói được với gia đình gì cái thần này nó mạnh lắm họ cho chụp họ bảo bị ung thư não không nhanh không thể nhanh thế được đâu đây là tâm linh bây giờ cháu xử lý đi nhá còn của để nguyên đấy nhá vâng. Sau này nhà nước người ta về người ta lấy nhá thầy bảo chị trước khi mà làm nhá trước khi thầy làm nhá là tôi là tôi xin gia đình như thế làm sao mà gia đình tôi nói thầy làm muốn làm kiểu gì thì làm nhưng gia đình tôi nó phải thuyền chung một bến một sông dòng con không được hỗn náo ai mà con rồi, thầy chỉ chiêm con cháu, này. Cháu không phải là thầy cúng giống như cô cháu chỉ một câu lệnh là xong thôi và từ nay trở đi mọi thứ nó sẽ yên mọi thứ nó sẽ đi vào quỹ đạo của nó đấy, còn lại cái quan trọng là cái của ở đây phải để nguyên đấy để sau này nhà nước người ta về. Mất thằng này nó tin bố nó không tin vật thánh thì anh tính nào? Không ở đây không có vì thần thánh con vật Phật con tin nhưng mà đây là đang bị con đang nhờ thầy để xử lý tâm linh. Đây thôi con rồi, chỉ thờ Phật, con chỉ thờ Phật xử lý tâm linh rồi. Phật thấy có thánh. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết tất cả các vong linh lang thang và các trinh nữ dư của lên thiên đợi xét xử. Cái ao ở đằng trước này có lâu chưa? Có lúc ra là mảnh đất này bắt đầu đào. Tám ba không, 83 là chưa, 83 ra xong phải đến 84, 85 rồi nó mới đào. Lúc đầu là chỉ đào cái nhỏ thôi nhưng đào to để to như thế này. Mẹ để con nói để đang thầy đang hỏi cứ để cho con nói. Được rồi. Cô bây giờ cháu quan trọng như này. Cháu phải lấy lại được cho cô cái hồn vía không là cô đúng rồi. Lại nó giống như bị loạn thần coi là không làm chủ bản thân tâm tốt nhưng mà bữa nào là bị coi là người khác điều khiển ra cô ấy là cũng là một căn số ghế này cũng cao đấy nhưng mà bây giờ cô lại bị chính cái thần ở đây nó tác động mới là chính chứ còn lại cô lễ Phật như này thì lễ thánh như thế này thì cái việc cô lễ là cô cứ lễ nhưng cái tâm của cô thì lại bị cái thần nữ ở đây nó tác động đấy cho nên cô bị loạn tâm đó tâm của cô loạn nó nóng nảy lắm cô đúng rồi nóng không còn đi các nơi không có thầy nào ngày tụng kinh mà lại nóng thánh người ta thì là cũng gọi là có cái chút nóng tính nhưng mà cô nóng bất thường và mất kiểm soát vì cô bị cái thần trinh nữ ở đây nó tác động đấy mà cái này là cô được tương tác với nó nhiều rồi chứ gì đấy tương tác nhiều nhưng mà con tiền cứ hai mươi con thầy này trước kia mà tối chưa bắt cái hồn nha thì là hầu là có người nam giới nghĩa là mặc áo nâu túi to tôi là người bắt tôi nhưng mà không bắt được tôi tiền chạy đâu
không ăn nổi, mang thừng trói không trói nổi. Đấy, đấy nó thật ra là như thế. Còn lúc thì tôi chưa thấy. Bây giờ như này cháu sẽ để cái trận đồ lại để cho cái giường cô nằm đâu, cô cứ nằm cho cháu thì tâm cô nó sẽ tĩnh trở lại, mọi thứ sẽ bình thường. Mới báo cáo với thầy này. Vâng. Tôi đi lễ ở nhà của trước hồi xưa là tôi theo một ông thầy ở một ông chủ nhang ở bên kia. Vâng. Cứ mùng một ngày rằm tôi đi lễ là đầu tiên thì là cứ phải có con ông đóng bằng ngần này đập vào trán tôi. Tôi chỉ bảo là nếu như các người mà cứ trêu tôi sẽ lấy một tàu tôi đổ mặt, thế là hắn ta không trêu nữa. Thì là cứ tuần rằm mùng một là tôi đi lễ thì là cứ khoảng 11 giờ tôi về thì là cứ có người mặc quần áo trắng đi trước tôi, đi đến ra bàn chúng rồi. Quần áo trắng đấy chính là thần nữ. Đấy, cứ mặc áo trắng đi, cứ đi, cứ dẫn tôi đi trước. Rồi, đi trước rồi. Rồi. Bây giờ cái giường của bà nằm ở đâu nhỉ? Đó.